Sai lầm khi xử lý kiến ba khoang đốt. Bé bằng con kiến là câu nói mà chúng ta thường hay dùng để chỉ những sự việc, sự vật nhỏ bé tầm thường trong cuộc sống hàng ngày, bởi loài kiến vốn bé nhỏ và vô hại, thổi cái là bay. Ấy vậy mà lại có một loài kiến chỉ vừa nghe tên đã khiến các human phải run sợ, đúng chất nhỏ mà có võ. Đó chính là kiến ba khoang, nỗi ám ảnh đối với nhiều người mỗi khi mùa mưa đến. Theo dõi video ngay sau đây để biết cách xử lý kiến ba khoang đốt từ bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Vân, bác sĩ nội thẩm mỹ da liễu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc bạn nhé! 1. Những triệu chứng thường gặp khi bị kiến ba khoang đốt. Trước hết, chúng ta hãy cùng đến với một vài triệu chứng thường gặp khi bị kiến ba khoang đốt. Sau khi bị đốt, bạn sẽ cảm thấy rát bỏng tại chỗ, nếu tổn thương trên diện rộng có thể bị sốt, đau dây thần kinh, đau khớp, nôn ói. Xuất hiện viêm da ở vùng hở như mặt, cổ, ngực, vai, gáy, tay. Viêm da dạng vệt hồng ban dài, có mụn mủ. Cần phân biệt viêm da do kiến ba khoang gây ra với triệu chứng của zona thần kinh. Đối với bệnh này, cơ thể người bệnh xuất hiện mụn nước tập trung thành cụm trên nền hồng ban, phân bố theo dây thần kinh, kèm cảm giác đau nhức sâu, bỏng rát. Qua một thời gian, vết thương do bị kiến ba khoang cắn sẽ trở nên ngứa ngáy, nổi bọng nước, viêm loét, v.v. Thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu như không được cứu chữa kịp thời. 2. Sai lầm khi xử lý kiến ba khoang đốt. Trên thực tế, kiến ba khoang không phải là loài côn trùng mới mà đã có từ lâu ở nước ta. Chúng xuất hiện nhiều vào mùa mưa khi thời tiết ẩm ướt và thường hay bay vào nhà dân, nơi có ánh sáng, bởi loài kiến này bị thu hút bởi ánh đèn huỳnh quang. Trong cơ thể kiến khoang có chứa độc tố piderin, độc tính mạnh gấp 12 cho đến 15 lần nọc của rắn hổ. Tuy nhiên, vì hàm lượng nhỏ nên không gây chết người như nọc rắn. Hàng năm, có rất nhiều người phải nhập viện vì bị kiến ba khoang đốt trong tình trạng nguy kịch, một phần do những sai lầm khi tự xử lý vết thương. Sau khi bị viêm da do độc tố kiến ba khoang, nhiều người dân đã tìm đến các bài thuốc mẹo vặt dân gian như đắp lá, dùng gạo, đậu xanh xay lấy nước bôi, hay mua các loại thuốc trị côn trùng cắn, thuốc chữa viêm da, dị ứng tại các hiệu thuốc mà không qua kê đơn. Các biện pháp này có thể dẫn đến tình trạng viêm loét, tổn thương da nặng hoặc lan ra các vùng da khác, gây sẹo xấu, thậm chí là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, sau khi tiếp xúc với kiến ba khoang, nhiều người theo thói quen đã dùng tay đập kiến. Điều này đã vô tình làm độc tố của kiến được giải phóng ra và tiếp xúc với da, gây ngứa rát, sưng đau, nổi mụn mủ. Vì vậy, khi phát hiện ra kiến ba khoang, chúng ta không nên dùng tay bắt trực tiếp, tốt nhất là nên dùng giấy hoặc đeo găng tay lấy kiến đi. Bên cạnh đó, bạn cần hạn chế tối đa việc gãi ngứa. Vết thương do kiến ba khoang rất ngứa rát nên nhiều người đã theo phản xạ thường gãi vết thương. Việc này là hoàn toàn không nên bởi có thể khiến vết thương bị chảy xước, tổn thương sâu hơn. Mặt khác, tay chưa rửa chứa nhiều vi khuẩn, khi tiếp xúc với vết thương dễ dẫn đến nhiễm trùng da rất nguy hiểm. 3. Giải pháp khi bị kiến ba khoang đốt. Nhận thấy được những sai lầm thường thấy khi xử lý vết thương do kiến ba khoang cắn, chúng tôi mang đến cho bạn những giải pháp đúng đắn khi phải đối mặt với tình huống này. Trước hết, ngay khi bị kiến ba khoang cắn, bạn cần loại bỏ kiến ra khỏi cơ thể, không dùng tay trần để bắt hay miết. Nếu như bạn lỡ tay đập hoặc trà sát chúng lên da thì phải nhanh chóng rửa sạch nơi tiếp xúc để hạn chế chất độc. Lập tức rửa vết cắn bằng nước sạch và xà phòng, sau đó sát trùng bằng povidone iốt và đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời. Tùy thuộc vào mức độ tổn thương của da mà bác sĩ chỉ định thuốc cho phù hợp, tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc và áp dụng các bài thuốc dân gian. Bên cạnh các giải pháp xử lý bị kiến ba khoang đốt, bạn nên áp dụng các biện pháp phòng tránh để bảo vệ sức khỏe bản thân về lâu dài. Đề phòng côn trùng bay vào nhà bằng cách hạn chế mở cửa nhiều, dùng màn chắn côn trùng, nhất là ở nơi gần cánh đồng, nhiều cây cối rậm rạp. Vệ sinh nhà cửa, xung quanh khu dân cư, phát quang bụi cây, cỏ dại quanh nhà, tránh để không gian ẩm thấp tạo điều kiện thu hút kiến ba khoang. Tránh đứng dưới bóng đèn sáng nơi công cộng vì kiến ba khoang bị thu hút bởi ánh đèn huỳnh quang. Kiến ba khoang tuy nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta có đầy đủ kiến thức để xử lý và phòng tránh,
thì loài vật nhỏ bé này sẽ không còn là nỗi ám ảnh, tác động tiêu cực đến cuộc sống của bạn nữa. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.